Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Vivo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá những nét đẹp độc đáo của thành phố Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nha. Hãy cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại. Hiện tại mình đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn. Ở đây thì trời vừa mới mưa một trận rất là lớn, nên là không khí bây giờ cũng khá là mát mẻ, nhiệt độ khoảng 26-27 độ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ buổi tối sau cơn mưa có một vẻ đẹp rất là đặc biệt. Không khí thì mát mẻ trong lành, khiến con phố trở nên lôi cuốn. Mặt đường ánh lên những vết nước phản chiếu ánh đèn neon từ các cửa hiệu, các quán cà phê và những ánh đèn trang trí lấp lánh dọc theo các cây xanh. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, tiếng bước chân của người đi bộ vang lên trên nền đường ướt, tạo nên một không gian vừa yên bình vừa rộn ràng. Các bạn trẻ đôi khi là có các cặp đôi tạo bộ dưới những cây dù, thỉnh thoảng ghé vào những quán ăn vặt thưởng thức những món nóng hổi như là bánh xèo, bún thịt nướng hay là trà sữa. Trời mới mưa xong thì khiến cho cả con phố như bừng lên sức sống mới. Những tán cây dọc hai bên đường hình như tỏa ra một mùi hương rất là dễ chịu, hòa lẫn vào không khí trong lành. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường ướt, tạo nên một bức tranh rất là đẹp đấy các bạn. Nhiều đoàn người đi bộ rất là thảnh thơi, trò chuyện đôi khi là chỉ im lặng để thưởng thức vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh mình thôi. Các quán cà phê và các quán ăn vặt thì vẫn có đông đúc nhưng lại không có chật chội. Có thể ngồi vào vỉa hè dưới mái hiên thưởng thức một ly cà phê nóng hay một món ăn vặt và ngắm nhìn đường phố, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố sau cơn mưa. Dù bây giờ đã muộn nhưng mà dòng người thì vẫn không ngừng di chuyển. Thế là các nhóm bạn trẻ đang hứng khởi trò chuyện sau một buổi tối vui vẻ. Hoặc những cặp đôi tay trong tay dạo bước, thỉnh thoảng dừng lại những chiếc ghế dài. Hoặc gần các khu vực có cây xanh để nghỉ chân. Bầu không khí dịu mát và sự yên tĩnh của đêm sau cơn mưa khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất là nhiều so với sự ồn ào thường nhật của thành phố. Thank you.
Một trong những điểm thu hút đặc biệt của phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm sau mưa chính là những quầy bán đồ lưu niệm và các nghệ sĩ đường phố. Những quầy bán đồ thủ công và lưu niệm nhỏ xinh thường mở cửa đến quá muộn, thu hút khách du lịch và các người dân địa phương. Khi dạo quanh đây thì thỉnh thoảng bạn sẽ có đầy gần những chuyến xe điện chạy qua, đưa du khách tham quan vùng quanh thành phố. Con người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ buổi tối sau cơn mưa cũng chính là một phần không thể thiếu, tạo nên bức tranh sống động của khu phố này. Những người bước qua đây có thể là du khách từ xa hoặc những cư dân lâu năm của Sài Gòn, nhưng tất cả đều mang trong mình một phần hơi thở của thành phố. Người dân địa phương thì đa phần là các bạn trẻ và gia đình. Sau một ngày làm việc vất vả, họ tìm đến phố đi bộ để thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè, gia đình. Đặc biệt sau cơn mưa thì không khí sẽ trở nên dễ chịu. Đây là lúc mà họ có thể ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành. Đôi khi thì chỉ đơn giản là đi bộ một vòng, như lại uống đi trà sữa hay ngồi ăn vặt. Cảnh tượng thường thấy là những nhóm bạn trẻ tụ tập hai bên quán vỉa hè, tay cầm ly nước cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cười đùa. Đôi khi bạn có thể bắt gặp những đôi bạn tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn, cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của thành phố về đêm. Du khách từ khắp nơi cũng góp phần làm phong phú thêm bức tranh con người trên phố đi bộ. Đối với họ thì Nguyễn Huệ không chỉ là một nơi tham quan mà còn là một trải nghiệm, một cơ hội để khám phá văn hóa và nhịp sống của Sài Gòn. Họ thường dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm, tham gia vào các hoạt động mà chỉ đơn giản là mời thưởng thức một món ăn vặt. Nhóm du khách nước ngoài, đặc biệt là những người phương Tây, đôi khi thì cũng rất yêu thích không khí về đêm của phố đi bộ sau mưa. Những con người từ mọi tầng lớp, từ du khách phương xa, người dân địa phương, nghệ sĩ đường phố, cho đến những người bán hàng rong, để tạo nên một bức tranh sống động về sự đa dạng văn hóa và nhịp sống không ngừng nghỉ. Sau cơn mưa thì không khí như được làm mới, trong lành, và con phố trở thành nơi lý tưởng để mọi người thư giãn, tìm lại sự bình yên, tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng trong thành phố không ngủ. Thank you.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm không chỉ là một con đường, mà là một không gian giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Một cái sôi động và tĩnh lặng, của những giấc mơ và hiện thực. Đây là nơi mà bạn có thể chìm đắm trong vẻ đẹp của thành phố, vừa cảm nhận được nhịp đập của đời sống con người. Chính vì vậy, phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh. Dù là bạn đến đây lúc nào, dưới cơn mưa hay ánh đèn lung linh, con người và không gian ở đây đều để lại trong lòng mỗi người chúng ta một dấu ấn khó quên, một cảm giác gần gũi và đầy ấm áp. Phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm đến nổi bật nhất của thành phố Sài Gòn, với không gian rộng rãi, sầm uất và đầy sôi động. Đây là nơi mà người dân, du khách đến để tận hưởng không khí trong lành, tham gia vào các hoạt động giải trí ngoài trời và chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại cùng các màn trình diễn đường phố. Phố được lát đá sạch sẽ, hiện đại và được bố trí nhiều ghế ngồi, cây xanh, đài phun nước cùng hệ thống ánh sáng đẹp mắt, tạo nên không gian lý tưởng cho những buổi đi dạo hay check-in. Phố đi bộ nằm gần nhiều công trình biểu tượng như bưu điện thành phố, nhà hát thành phố và các trung tâm thương mại, giúp du khách dễ dàng kết hợp tham quan các địa điểm nổi tiếng trong một chuyến đi. Đây còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn như là lễ hội âm nhạc, triển lãm nghệ thuật và lễ hội ánh sáng, làm cho phố đi bộ trở thành trung tâm vui chơi giải trí bậc nhất thành phố. Dọc phố đi bộ và các con đường lân cận có rất nhiều quán cà phê, nhà hàng và quán ăn, từ bình dân đến sang trọng. Đặc biệt, tòa nhà 42 Nguyễn Huệ với nhiều quán cà phê độc đáo cũng là điểm dừng chân yêu thích của nhiều người. Phố đi bộ thì sẽ trở nên sôi động hơn vào ban đêm với các hoạt động đường phố như là nhảy múa, hát và các nhóm biểu diễn nghệ thuật. Đèn đêm lung linh tạo nên một khung cảnh đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách. Một số điểm đến nổi bật tại phố đi bộ như là tòa nhà 42 Nguyễn Huệ. Đây là một trong những điểm thu hút đặc biệt đối với giới trẻ. Tòa nhà cũ kỹ này được cải tạo thành một chung cư cà phê với các quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng thời trang trải dài trên nhiều tầng. Mỗi tầng đều có một phong cách riêng từ hiện đại, kiên tịch đến cá tính, nơi bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố đi bộ từ trên cao. Ngay đầu phố đi bộ chính là tượng đài Bác Hồ, một biểu tượng lịch sử quan trọng. Khu vực này thường được trang trí hoa và đèn lồng vào các dịp lễ, tạo thêm phần trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi và thân thiện với mọi người. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi để dạo chơi, mà còn là không gian để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng. Vào các tối cuối tuần, bạn sẽ thấy các màn trình diễn đường phố như là ảo thuật, nhảy hip hop, hát và biểu diễn nhạc cụ, mang đến cho du khách trải nghiệm sống động và vui vẻ.
Gần khu vực phố đi bộ thì còn có những khu phố sách và các góc vui chơi dành riêng cho trẻ em. Đây là một phần của nỗ lực thành phố để biến phố đi bộ thành không gian giải trí toàn diện và thân thiện với gia đình. Với thiết kế đậm chất hiện đại và ánh đèn lung linh vào buổi tối, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn có những góc sống ảo, thực chất, phù hợp cho những bạn yêu thích chụp ảnh. Gần khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có các khu chợ đêm sôi động. Những gian hàng này bày bán nhiều loại sản phẩm từ quần áo, giày dép, đồ trang sức đến đồ lưu niệm với giá cả hợp lý. Đây là địa điểm lý tưởng để khách du lịch có thể tìm kiếm các món đồ thủ công độc đáo, trải nghiệm văn hóa mua sắm đặc trưng của Sài Gòn. Ngoài các nhà hàng và quán cà phê thì bạn có thể thử qua nhiều món đường phố như là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, xiên que nướng, nước mía hoặc các loại trà sữa. Đây là một phần không thể thiếu khi ghé qua phố đi bộ, mang đến cho bạn trải nghiệm ẩm thực phong phú và đa dạng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thường tổ chức các lễ hội ánh sáng, triển lãm nghệ thuật công cộng và các buổi hòa nhạc quy mô lớn vào dịp Tết và lễ hội. Những màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và khách du lịch. Đây cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu về văn hóa và nghệ thuật địa phương. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một điểm nhấn đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh, mang đến sự kết hợp giữa không gian hiện đại và văn hóa địa phương. Với các hoạt động vui chơi, lễ hội, ẩm thực đa dạng và những góc nhìn đẹp, đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm Sài Gòn một cách trọn vẹn và đầy màu sắc. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thường có các tác phẩm nghệ thuật và các biểu tượng trang trí theo mùa như các mô hình hoa mai, hoa đào vào dịp Tết Nguyên Đán hoặc các mô hình trang trí trong các lễ hội. Những biểu tượng này thu hút nhiều người đến để chụp ảnh lưu niệm và tạo nên khung cảnh rất đẹp và đậm chất văn hóa Việt Nam. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn vào đêm giao thừa, đặc biệt là màn bắn pháo hoa, thu hút đông đảo người dân và du khách từ mọi nơi đổ về. Không khí sôi động với các màn biểu diễn nghệ thuật, đèn chiếu sáng và đám đông tụ họp tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ để chào đón năm mới. Với vị trí đắc địa ngay trung tâm, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là nơi gặp gỡ của nhiều du khách quốc tế, tạo nên không khí đa văn hóa và thân thiện. Bạn có thể dễ dàng gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với những người nước ngoài, làm quen với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhiều du khách quốc tế cũng thường xuyên biểu diễn, trình diễn những màn nghệ thuật của đất nước họ, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng và thú vị. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một điểm đến vô cùng đa dạng và hấp dẫn với những ai yêu thích nhịp sống đô thị, nghệ thuật và văn hóa đường phố. Đây không chỉ là nơi giải trí mà còn là biểu tượng hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh, mang đến một không gian giao lưu sôi động và thân thiện cho người dân và du khách. Bất kỳ ai ghé thăm thành phố này đều nên dành thời gian để trải nghiệm phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ và sống động đặc trưng của Sài Gòn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ dành riêng cho người đi bộ, mà còn cung cấp các dịch vụ xe điện và xe đạp công cộng, giúp du khách khám phá khu vực lân cận một cách dễ dàng. Các điểm thuê xe điện và xe đạp thường ở gần đầu hoặc cuối phố đi bộ, phù hợp cho những ai muốn đi dạo xa hơn, tham quan các khu vực xung quanh mà không tốn quá nhiều sức. Chính quyền thành phố thường tổ chức các hoạt động công cộng và miễn phí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ các buổi biểu diễn văn hóa đến các hội chợ nghệ thuật. Đây là nơi để du khách có thể thưởng thức nghệ thuật và giải trí mà không cần chi trả thêm. Những hoạt động này cũng thường nhằm mục đích quảng bá văn hóa và nghệ thuật địa phương, giúp người tham quan hiểu thêm về văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.
Ngoài ra thì phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một địa điểm chụp ảnh cưới yêu thích của các cặp đôi tại Sài Gòn, với không gian rộng rãi, đèn chiếu sáng lung linh vào ban đêm và khung cảnh phố hiện đại. Nơi đây mang một bối cảnh hoàn hảo cho những bộ ảnh cưới lãng mạn và độc đáo. Để đảm bảo an toàn cho du khách thì phố đi bộ Nguyễn Huệ được trang bị hệ thống camera an ninh và lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên. Điều này mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho người dân cũng như du khách khi tham gia vào các hoạt động tại đây, đặc biệt là vào ban đêm. Một số khu vực dọc phố đi bộ được thiết kế dành riêng cho trẻ em, bao gồm các trò chơi và thiết bị an toàn để trẻ có thể vui chơi một cách thoải mái. Đây là một điểm tuyệt vời cho các gia đình, nơi mà cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tìm thấy những hoạt động giải trí phù hợp. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nổi bật với thiết kế tinh tế, lối đi rộng rãi và được lát đá sang trọng. Dọc theo phố có hàng cây xanh mát và các bồn hoa tạo điểm nhấn, mang lại không gian thư giãn ngay trong lòng thành phố nhộn nhịp. Đặc biệt vào các dịp lễ, phố thì được trang trí thêm các biểu tượng văn hóa và đèn LED, tạo khung cảnh tuyệt đẹp, lý tưởng cho các bạn trẻ check-in và chụp ảnh lưu niệm. Xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ có vô số các quán ăn, từ các nhà hàng sang trọng đến các quán ăn đường phố, phục vụ đa dạng từ các món truyền thống đến hiện đại. Đặc biệt, các món ăn đường phố như là bánh tráng nướng, hủ tiếu, xiên que, trà sữa và nước mía rất phổ biến và được yêu thích, mang lại trải nghiệm ẩm thực gần gũi văn hóa Việt Nam. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một điểm lý tưởng để thư giãn và nghỉ ngơi giữa nhịp sống bận rộn của thành phố. Rất nhiều người đến đây đơn giản để ngồi nghỉ, trò chuyện cùng bạn bè hoặc thả mình vào không gian thoáng đãng, ngắm nhìn dòng người qua lại. Khung cảnh vào ban đêm với hệ thống đèn chiếu sáng và đài phun nước đẹp mắt tạo nên một không gian lãng mạn, giúp bạn tận hưởng những giây phút yên bình ngay giữa lòng thành phố. Nằm ở trung tâm quận nhất, phố đi bộ Nguyễn Huệ rất gần với các trung tâm thương mại lớn như là Vincom Center, Union Square và Sài Gòn Center. Đây là những địa điểm mua sắm lý tưởng, cung cấp nhiều mặt hàng từ thời trang, đồ công nghệ đến quà lưu niệm. Du khách có thể kết hợp vừa mua sắm vừa trải nghiệm văn hóa đường phố trong một buổi đi dạo quanh khu vực. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn có thể dễ dàng chuyển đến những địa điểm văn hóa, lịch sử lân cận như là bưu điện Trung Tâm, nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập hay Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Những địa điểm này giúp bạn có thể vừa trải nghiệm không gian hiện đại, vừa khám phá chiều sâu lịch sử của thành phố trong cùng một chuyến đi. Nếu như bạn muốn có những bức ảnh không bị chen lấn bởi dòng người, hãy đến sớm buổi sáng, thời gian này thì không khí cũng mát mẻ hơn. Ánh sáng tự nhiên giúp bức ảnh trở nên lung linh. Với vô số góc đẹp, từ quán cà phê, đài phun nước đến những tác phẩm nghệ thuật công cộng, bạn sẽ muốn chụp lại nhiều khoảnh khắc. Vì vậy, đảm bảo thiết bị của bạn sẵn sàng để không bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào nhé. Ở một số khu vực gần phố đi bộ, bạn sẽ bắt gặp những bức tranh tường graffiti hoặc tranh vẽ nghệ thuật công cộng, thể hiện sự sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Sài Gòn. Những tác phẩm này chính là minh chứng cho sự hòa quyện giữa văn hóa đường phố và nghệ thuật hiện đại, tạo nên góc chụp ảnh độc đáo cho du khách. Nhiều nhóm bạn trẻ, đặc biệt là các nhóm chụp batin và nhảy hip hop, thường xuyên tập luyện và biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với không gian rộng rãi và không khí thoải mái, nơi đây trở thành sân chơi cho các bạn trẻ yêu thể thao và nghệ thuật đường phố. Bạn có thể tham gia hoặc đơn giản là ngồi xem các màn trình diễn này, mang lại cảm giác gần gũi và năng động. Ngoài các cửa hàng quà lưu niệm truyền thống, một số khu vực dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ có những gian hàng thủ công bày bán các sản phẩm handmade từ móc khóa, tranh vẽ, đồ trang trí. Những sản phẩm này được làm thủ công, mang dấu ấn cá nhân và là món quà ý nghĩa dành tặng cho bạn bè, gia đình sau chuyến đi.
Một số đơn vị du lịch tổ chức các tour nhỏ tham quan phố đi bộ vào khu vực quận nhất với các hướng dẫn viên nhiệt tình, giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Những tour này thường diễn ra vào buổi tối khi phố đi bộ trở nên nhộn nhịp và lung linh, tạo cơ hội để khám phá sâu hơn về cuộc sống người dân và những chuyện đằng sau các công trình kiến trúc tại đây. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là điểm đến quen thuộc mà còn là một trải nghiệm đầy màu sắc của Sài Gòn. Từ văn hóa đường phố, nghệ thuật đến nhịp sống hiện đại, với nhiều hoạt động thú vị và không gian mở, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi để cảm nhận vẻ đẹp và sự sôi động của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ai đến cũng có thể tìm thấy điều thú vị cho riêng mình. Hôm nay cùng mình đi dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối là một trải nghiệm tuyệt vời. Nghe ánh đèn lung linh và không khí sôi động của thành phố lên ngôi. Những đèn LED rực rỡ chiếu sáng khắp căn nhà hiện đại. Không khí vui tươi được thổi bùng bởi các hoạt động giải trí như là biểu diễn nhà, thu hút đông đảo du khách và người dân. Dọc theo phố đi bộ thì những gian hàng ẩm thực phục vụ các món ngon đường phố hấp dẫn. Đây thực sự là một không gian lý tưởng để chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng nhịp sống náo nhiệt của thành phố, mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi du khách. Ngoài những trải nghiệm ẩm thực và giải trí thì phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là nơi giao lưu văn hóa độc đáo. Nhiều bạn trẻ và du khách thường tụ tập để trò chuyện, kết bạn hay tham gia các hoạt động thể thao như là nhảy múa, chơi bóng. Với không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng những ghế đá và bãi cỏ xanh mướt, tạo điều kiện lý tưởng cho mọi người thư giãn sau một ngày dài. Quán cà phê ven đường cũng là điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức một ly nước mát lạnh, ngắm nhìn dòng người qua lại với sự kết hợp giữa không khí nhộn nhịp
âm thanh rộn ràng và những hoạt động thú vị. Dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối không chỉ mang đến niềm vui mà còn là cơ hội để cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống đô thị sôi động. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì không chỉ là điểm đến của người dân Sài Gòn mà còn thu hút khách du lịch từ khắp nơi, góp phần tạo nên một không gian giao lưu văn hóa phong phú. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì được biết đến là luôn sôi động và nhộn nhịp. Ở đây thì con đường được thiết kế dành riêng cho người đi bộ, giúp mọi người thoải mái dạo chơi, ngắm cảnh mà không phải lo lắng về phương tiện giao thông. Dọc theo đường phố thì có nhiều hàng cây xanh mát và bãi cỏ, tạo nên không gian thư giãn giữa lòng đô thị. Có các ghế đá được bố trí để cho những ai muốn nghỉ chân và thưởng thức không khí trong lành. Ở đây thì khách du lịch sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc sản tại các gian hàng ẩm thực ven đường, từ các món ăn vặt cho đến những món chính như là cơm tấm, phở, tất cả đều mang đậm hương vị của Việt Nam. Phố đi bộ thì gần nhiều điểm tham quan nổi tiếng như là nhà hát thành phố, Dinh Độc Lập và Bến Bạch Đằng. Các bạn có thể dễ dàng di chuyển và khám phá những địa điểm này, vừa học hỏi về lịch sử, vừa chiêm ngưỡng những kiến trúc đặc sắc. Tại đây không chỉ là một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi giao lưu văn hóa, nên mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi và tạo dựng những kỷ niệm đẹp. Đối với những du khách nước ngoài thì đây chính là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống đô thị sôi động của thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận sự hiếu khách của người dân nơi đây. Một buổi tối dạo quanh phố đi bộ sẽ để lại cho bạn những ấn tượng khó quên về thành phố Sài Gòn này.
đi bộ Nguyễn Huệ nằm ngay trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, mang một vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút, là nơi lý tưởng để tận hưởng nhịp sống sôi động và hiện đại của thành phố. Khi bước vào phố đi bộ, bạn sẽ bị cuốn hút bởi không gian mở, sạch sẽ với con đường lát đá bóng loáng, hai hàng cây xanh mát trải dài, điểm xuyết thêm những bồn hoa được chăm chút cẩn thận, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa tươi mới. Nếu bạn đi vào ban ngày, phố đi bộ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời với dòng người nhộn nhịp qua lại, các nhóm nghệ sĩ đường phố biểu diễn những tiết mục đầy đặc sắc, từ những vũ điệu hip hop trẻ trung, nhạc cụ truyền thống đến các buổi hòa nhạc ngẫu hứng, âm nhạc hòa quyện cùng tiếng cười nói vui vẻ của du khách, tất cả làm cho phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn tràn đầy sức sống và sinh động. Đến khi chiều buông xuống và ánh đèn thành phố bắt đầu nâng lên, phố đi bộ như khoác lên mình một chiếc áo mới lấp lánh và lung linh. Những tòa nhà cao tầng xung quanh rực sáng, đặc biệt là tòa nhà Niteco, một biểu tượng hiện đại của thành phố, phản chiếu trên mặt đường lát đá, tạo nên một khung cảnh vừa hoành tráng vừa lãng mạn. Đài phun nước giữa phố với hệ thống đèn LED chiếu sáng đổi màu, làm cho không gian trở nên huyền ảo, thu hút ánh nhìn và trở thành những điểm ấn tượng trong lòng du khách. Điểm đặc biệt nhất ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chính là dòng người đông đúc mà trật tự. Mỗi người đều tận hưởng không gian theo cách riêng của mình. Các cặp đôi tay trong tay đi dạo, các gia đình cùng con cái chơi đùa, những nhóm bạn tụ tập trò chuyện. Tất cả đều góp phần tạo nên một bầu không khí ấm áp, gần gũi mà không kém phần nhộn nhịp. Dù là sáng sớm hay đêm muộn, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn tràn đầy sức sống và là điểm dừng chân tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn khám phá một Sài Gòn hiện đại và năng động. Khung cảnh nơi đây không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn mang trong mình linh hồn của thành phố, là nơi giao thoa giữa truyền thống hiện đại và giữa con người và nghệ thuật. Bạn nhìn từ trên cao, phố đi bộ Nguyễn Huệ hiện lên như một dải lụa mềm mại trải dài giữa lòng thành phố, bao bọc bởi những tòa nhà hiện đại và dòng xe cộ tấp nập. Những hàng cây xanh mướt tạo thành đường viền mềm mại cho không gian rộng mở, làm dịu đi nét đô thị đông đúc và khói bụi thường thấy của Sài Gòn. Dọc phố là các khu vực nghỉ chân với ghế đá và bồn hoa nhỏ, nơi mọi người có thể ngồi thư giãn, ngắm nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống năng động của thành phố. Ban đêm, phố đi bộ biến thành một sân khấu ánh sáng khổng lồ, những ngọn đèn trang trí từ các tòa nhà, các cửa hiệu và từ đài phun nước trung tâm tạo thành một bức tranh lung linh đầy màu sắc. Các sự kiện lớn như đón Tết, Giáng sinh hay những ngày lễ quốc gia thường biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành tâm điểm của thành phố, với các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, những dàn ánh sáng công phu và hàng ngàn người tụ hội để cùng vui chơi, ăn uống và tận hưởng không khí lễ hội. Vào dịp Tết Nguyên Đán, phố đi bộ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết với những điều cảnh hoa sinh đặc sắc, các hình ảnh linh vật của năm và những gian hàng truyền thống. Mọi người đều hào hứng chụp ảnh, tham gia vào các hoạt động truyền thống và tận hưởng không khí Tết trọn vẹn ngay giữa lòng Sài Gòn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là một con phố mà còn là nơi để mọi người chia sẻ khoảnh khắc, cảm nhận nhịp sống và kết nối với nhau. Dù là một chiều cuối tuần dạo phố, một đêm đón giao thừa rộn ràng hay một buổi sáng yên bình ngắm bình minh, Nguyễn Huệ luôn mang cho mình những cảm xúc đặc biệt và là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá và yêu thương Sài Gòn của mỗi người. Không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là không gian văn hóa phong phú, nơi diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và các buổi giao lưu văn hóa. Những màn trình diễn của các nghệ sĩ đường phố không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng nhiều thông điệp xã hội, tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa cho người xem. Các nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là biểu diễn, họ còn là những người kể chuyện, mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và văn hóa của người dân Sài Gòn.
Khi bạn dạo bước trên phố đi bộ, dễ dàng bắt gặp các gian hàng lưu niệm và sản phẩm thủ công do các nghệ nhân địa phương tự tay làm. Những chiếc móc khóa xinh xắn, những tác phẩm nghệ thuật nhỏ xinh hay các món quà độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam không chỉ thu hút du khách mà còn là nguồn động viên lớn cho những người sáng tạo. Điều này góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thời điểm lý tưởng để tham gia phố đi bộ Nguyễn Huệ là vào buổi tối, khi bầu không khí trở nên sôi động và ngập tràn ánh sáng. Những buổi biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc sống động và các hoạt động giải trí liên tục diễn ra khiến không khí nơi đây luôn tràn đầy sức sống. Mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn đường phố thơm ngon, từ bánh tráng nướng đến hủ tiếu, trà sữa đến nước mía, tạo nên trải nghiệm ẩm thực đa dạng và phong phú. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện cộng đồng, từ các buổi triển lãm nghệ thuật đến các hoạt động từ thiện. Những hoạt động này không chỉ tạo ra không gian giao lưu và kết nối giữa người dân, mà còn thúc đẩy ý thức cộng đồng và tình yêu quê hương. Qua những sự kiện như vậy, phố đi bộ trở thành cầu nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện đại, giữa văn hóa truyền thống và phong cách sống hiện đại. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho các hoạt động giải trí, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, nên mọi người có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố. Với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại cùng các hoạt động phong phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho bất kỳ ai đặt chân đến đây. Một lần ghé thăm phố đi bộ là một lần trải nghiệm vẻ đẹp của một Sài Gòn hiện đại và đầy sức sống, nơi mà mỗi con người đều có thể tìm thấy góc riêng cho mình giữa những ồn ào của cuộc sống. Đặc biệt, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên rực rỡ hơn vào những dịp lễ hội và dịp Tết Nguyên Đán. Các tiểu cảnh hoa, đèn lồng được trang trí khắp nơi, mang lại không khí xuân tràn ngập. Du khách và người dân cùng nhau chụp ảnh, chúc Tết và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Những ngày lễ lớn khác như là Giáng sinh hay Phát Thánh cũng thu hút hàng triệu người đến tham gia, làm cho phố đi bộ trở nên tâm điểm của thành phố. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi dừng chân mà còn là điểm đến cho những tâm hồn yêu thích khám phá. Đó là nơi mà văn hóa, nghệ thuật và đời sống giao thoa, tạo nên một không gian đa dạng và phong phú. Bất kể bạn là người dân địa phương hay là du khách, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn có điều gì đó đặc biệt để bạn khám phá, để bạn trải nghiệm và để bạn nhớ. Đây không chỉ là một phần của Sài Gòn, mà còn là biểu tượng của một thành phố không ngừng phát triển, luôn mở rộng vòng tay, chào đón tất cả mọi người đến tham quan và trải nghiệm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ nổi bật với vẻ đẹp kiến trúc và không gian sống động, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, trở thành tâm điểm của thành phố. Nơi đây không chỉ thu hút người dân, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây là thiên đường cho những tín đồ ẩm thực đường phố. Bạn có thể thưởng thức đa dạng các món ăn đặc sản của miền Nam Việt Nam như bún riêu, bánh mì và chè. Những chiếc xe đẩy nhỏ xinh bày bàn món ăn hấp dẫn khiến bạn khó lòng tỉnh lại. Dù là một buổi chiều nhẹ hay tối muộn, món ăn vỉa hè luôn tỏa hương thơm quyến rũ, mời gọi bạn đến gần và khám phá.
Nghệ thuật đường phố đóng vai trò quan trọng trong sự thu hút của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bạn có thể gặp các họa sĩ, nhạc công và nghệ sĩ biểu diễn múa đường phố tại đây. Họ không chỉ mang đến những tiết mục giải trí độc đáo mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai yêu nghệ thuật. Việc dừng lại thưởng thức những màn trình diễn này giúp bạn thêm phần cảm nhận sâu sắc về văn hóa và đời sống nghệ thuật của người dân Sài Gòn. Dọc theo phố đi bộ là những khu ghế đá và bồn hoa xanh mát, nơi bạn có thể ngồi lại thư giãn. Nếu bạn cần một chút không gian yên tĩnh giữa dòng người tấp nập, chỉ cần tìm một chiếc ghế trống và thưởng thức những cuốn sách hay ngắm nhìn dòng người qua lại. Những khoảnh khắc này mang lại cho bạn cảm giác gần gũi với thành phố, như đang trở thành một phần của cuộc sống nơi đây. Không để không nhắc đến, việc phố đi bộ Nguyễn Huệ là một địa điểm lý tưởng cho những tín đồ yêu thích chụp ảnh. Với khung cảnh đẹp mắt từ những tòa nhà hiện đại, đài phun nước lung linh đến tác phẩm nghệ thuật công cộng, bạn có thể ghi lại những bức ảnh tuyệt vời. Các tiểu cảnh và bối cảnh phong phú mang đến cho bạn nhiều góc nhìn độc đáo, giúp bạn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Phố đi bộ không chỉ là nơi để vui chơi mà còn là không gian kết nối cộng đồng. Nhiều hoạt động từ thiện và sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại đây. Người dân địa phương cùng nhau tham gia các hoạt động tình nguyện, từ phát quà cho người nghèo đến tổ chức các buổi biểu diễn gây quỹ. Điều này không chỉ tạo nên một không gian ấm cúng mà còn khẳng định giá trị nhân văn của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một biểu tượng sống động của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà mọi người có thể tìm thấy niềm vui, sự sáng tạo và sự gắn kết. Từng khoảnh khắc nơi đây đều mang một sức sống riêng, từ những buổi biểu diễn nghệ thuật cho đến những tiếng cười nói của mọi người. Đây không chỉ là điểm dừng chân cho du khách, mà còn là nơi người dân địa phương tự hào gọi là nhà. Đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn không chỉ được trải nghiệm vẻ đẹp của một Sài Gòn hiện đại, mà còn cảm nhận được tình yêu và sự nhiệt huyết của người dân nơi đây. Dù bạn đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn sẵn sàng chào đón bạn bằng những trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa. Hãy đến và tự mình khám phá, cảm nhận sự hấp dẫn của phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi hội tụ những điều tuyệt vời nhất của Sài Gòn. Đây chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì nằm ngay trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, mang một vẻ đẹp đặc biệt, vừa hiện đại, vừa giàu tính văn hóa. Với chiều dài khoảng 670m, thì phố đi bộ Nguyễn Huệ trải dài giữa những tòa nhà cao tầng, quán cà phê, nhà hàng và các cửa hàng mua sắm, tạo nên một không gian lý tưởng cho mọi hoạt động vui chơi và thư giãn. Khung cảnh nơi đây rực rỡ vào ban đêm với hệ thống đèn LED trang trí lung linh và đài phun nước chiếu sáng, thu hút người dân cũng như khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Một trong những điểm nhấn đặc sắc là đài phun nước chính giữa phố, nơi thường được tổ chức các buổi biểu diễn ánh sáng và nhạc nước vào cuối tuần.
Các hàng cây xanh mát hai bên đường tạo không gian thoáng đãng, giúp cân bằng với nét sôi động của đô thị, tạo nên một cảm giác thoải mái và thư giãn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm giao thoa hoàn hảo giữa cảnh quan đô thị hiện đại và không gian văn hóa truyền thống. Từ thiết kế rộng rãi, thoáng đãng với vỉa hè lát đá sạch sẽ và hàng cây xanh mát, nơi đây tạo nên một cảm giác thân thiện, dễ chịu. Vào ban ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhịp sống êm đềm, thích hợp cho những ai muốn dạo bộ, chụp ảnh với những kiến trúc đô thị đẹp mắt và đắm mình trong cảnh quan xanh. Những băng ghế được bố trí dọc theo hai bên đường cùng với các bồn hoa và cây xanh giúp tạo nên một không gian gần gũi với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố. Các quán cà phê, nhà hàng xung quanh phố đi bộ mở cửa sớm, phục vụ khách hàng với view nhìn thẳng ra phố, cho bạn cảm giác vừa thoải mái vừa nhộn nhịp khi ngồi thưởng thức đồ uống hay làm việc. Các tòa nhà kiến trúc Pháp như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát Thành phố cũng góp phần tạo nên một phong nền cổ kính, làm tăng thêm vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch của phố đi bộ. Khi mặt trời lặn, phố đi bộ Nguyễn Huệ chuyển mình trở thành một không gian sống động, đầy sức sống. Hệ thống đèn LED rực rỡ chiếu sáng toàn bộ con phố, cùng với đài phun nước chính nhiệt nơi thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn ánh sáng và nhạc nước thu hút nhiều người đến xem. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, từ người dân địa phương đến du khách, tất cả đều bị cuốn hút bởi không khí sôi động và cảnh tượng lung linh của phố vào ban đêm. Các nghệ sĩ đường phố như là vũ công, nhạc công và các nhóm nhạc hát tự do mang đến những tiết mục biểu diễn đa dạng, từ nhạc truyền thống đến các loại nhạc pop hiện đại. Không gian nghệ thuật đường phố này tạo nên sự kết nối cộng đồng, khuyến khích người xem cùng hòa mình vào nhịp điệu của thành phố. Đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là một không gian giải trí mà còn là nơi tạo dựng các giá trị cộng đồng. Nhiều sự kiện từ thiện, các hoạt động cộng đồng như phát quà, cho tặng đồ từ thiện cho người vô gia cư thường xuyên được tổ chức ở đây, góp phần tạo nên một không gian ấm áp, nhân văn. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa và các hoạt động nghệ thuật nhằm quảng bá văn hóa của Sài Gòn đến bạn bè quốc tế. Trong mọi khoảnh khắc thì phố đi bộ Nguyễn Huệ đều toát lên vẻ đẹp độc đáo, sự hấp dẫn riêng, nơi mọi người có thể tìm thấy sự thư thái và bộn bề cuộc sống, hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố. Đây chính là điểm đến không thể bỏ lỡ khi khám phá Sài Gòn, một nơi mang đậm dấu ấn của một thành phố hiện đại, năng động, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam. Không chỉ là nơi vui chơi và giải trí, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là biểu tượng của sự phát triển và văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Con phố này là điểm dừng chân lý tưởng để chiêm ngưỡng sự sầm uất hiện đại của thành phố, đồng thời cũng mang lại những trải nghiệm văn hóa độc đáo với những hoạt động đa dạng diễn ra hàng ngày. Một trong những điểm hấp dẫn của phố đi bộ Nguyễn Huệ là các hoạt động nghệ thuật đường phố. Từ các họa sĩ, nhạc sĩ đường phố đến các nhóm nhảy và các màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, nơi đây mang đến những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, nơi mà người dân và nghệ sĩ dễ dàng kết nối với nhau. Không chỉ đơn thuần là nơi trình diễn, phố đi bộ còn là nơi hội tụ của những người yêu nghệ thuật, nơi mà mọi người có thể chia sẻ và thưởng thức những nghệ thuật một cách tự do. Ngoài các hoạt động văn hóa, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là điểm tụ tập của các cộng đồng trẻ sáng tạo. Vào buổi tối, đặc biệt là cuối tuần, người dân thường tham gia các lớp học vui vụ ngẫu hứng, các nhóm thể dục đường phố, yoga và những cuộc thi biểu diễn nhạc cụ, tạo
tạo nên một không gian sáng tạo, phong phú. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là hình ảnh biểu tượng cho sự hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững những giá trị truyền thống. Các tòa nhà chọc trời hiện đại xung quanh mang đến cho phố đi bộ một cảm giác sôi động của đô thị đang trên đà phát triển. Trong khi những buổi biểu diễn văn nghệ, lễ hội truyền thống tạo nên sự kết nối với cội nguồn văn hóa của thành phố. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, hội chợ nghệ thuật và các sự kiện quốc tế để nâng cao hình ảnh Sài Gòn trong mắt du khách nước ngoài, góp phần thu hút thêm nhiều lượt khách đến với thành phố. Nằm giữa những tòa nhà cao tầng sang trọng và kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, phố đi bộ Nguyễn Huệ gợi lên hình ảnh của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa. Dọc theo con phố, người dân dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng gần gũi như các nhóm thanh niên trò chuyện, các gia đình đi dạo và các cặp đôi chụp ảnh cưới. Tất cả góp phần tạo nên một hình ảnh rất đặc trưng của Sài Gòn, một thành phố sôi động và thân thiện. Với vị trí đắc địa giữa lòng thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng dễ dàng kết nối với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như nhà hát thành phố, bưu điện trung tâm và Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Điều này giúp du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn một ngày, khám phá các điểm đến lịch sử và văn hóa gần đó. Xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ là hàng loạt quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng bán đồ lưu niệm, mang đến cho du khách cơ hội khám phá hương vị ẩm thực từ truyền thống đến hiện đại. Những quán cà phê và view tầng cao là lựa chọn lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh phố đi bộ từ trên cao, đặc biệt là vào ban đêm khi phố lên đèn rực rỡ. Không chỉ có ẩm thực, khu vực này còn có nhiều cửa hàng bán đồ thủ công và lưu niệm độc đáo, rất thích hợp để du khách mua làm kỷ niệm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là không gian mở cho các hoạt động cộng đồng, thường xuyên có các hoạt động như phiên chợ cuối tuần, các chương trình biểu diễn âm nhạc miễn phí và cả những buổi diễu hành văn hóa. Các dịp lễ hội như Halloween hay Giáng sinh, phố đi bộ được trang trí công phu, thu hút nhiều người đến vui chơi và tham gia các hoạt động theo chủ đề. Trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch mở rộng và phát triển các không gian xanh và thêm nhiều công trình công cộng hiện đại để phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế và góp phần làm tăng sự hấp dẫn của thành phố. Ngoài các hoạt động thường nhật, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn được biết đến cho những sự kiện lớn và lễ hội đặc sắc, tạo nên một không gian sinh động và gắn kết cộng đồng. Tại đây, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế được tổ chức hàng năm, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời thu hút lượng lớn khách du lịch. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm lý tưởng cho các lễ hội nổi bật như là lễ hội áo dài, ngày hội văn hóa các dân tộc và nhiều triển lãm nghệ thuật công cộng. Những dịp này thì phố đi bộ được trang trí với nhiều tiểu cảnh và sân khấu nghệ thuật hoành tráng, từ trình diễn thời trang truyền thống đến biểu diễn nhạc dân gian và các trò chơi dân gian. Đây không chỉ là những sự kiện để bảo tồn văn hóa mà còn giúp người dân và du khách có thêm hiểu biết về những giá trị truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Con người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì rất đa dạng, bao gồm cả người dân địa phương và du khách đến từ nhiều nơi. Đây là điểm đến quen thuộc của người Sài Gòn để thư giãn, giao lưu và tận hưởng không khí nhộn nhịp của thành phố. Với vị trí nằm ngay trung tâm và dễ dàng tiếp cận, phố đi bộ trở thành điểm gặp gỡ lý tưởng cho nhiều đối tượng, từ các bạn trẻ năng động, các gia đình đến nghệ sĩ đường phố. Người dân thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đến đây dạo bộ, trò chuyện hoặc cùng nhau tập thể dục vào buổi sáng và chiều tối. Các bạn trẻ, sinh viên và học sinh cũng tụ tập tại đây để học nhóm, chụp ảnh và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật đường phố. Đây cũng là nơi nhiều nhóm cộng đồng
từ các nhóm nhảy, nhóm chơi nhạc thường tổ chức các buổi gặp gỡ, luyện tập và biểu diễn. Những hoạt động này giúp phố đi bộ trở thành không gian mở, nơi mọi người có thể giao lưu, chia sẻ sở thích và đam mê. Với du khách, phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi họ có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống và văn hóa của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Họ đến đây không chỉ để tham quan mà còn hòa mình vào những sự kiện, trải nghiệm ẩm thực đường phố và tham gia những hoạt động giao lưu với người dân bản địa. Đặc biệt, vào các dịp lễ hội, phố đi bộ trở nên đông đúc với lượng lớn du khách. Khi đó, nơi đây tràn ngập không khí lễ hội, kết nối mọi người qua lại qua các hoạt động văn hóa như các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và các trò chơi dân gian. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là biểu tượng văn hóa và xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây mang đến không gian sống động và đa dạng, nơi con người có thể giao lưu, thưởng thức nghệ thuật và trải nghiệm những giá trị văn hóa độc đáo của thành phố. Với các hoạt động nghệ thuật phong phú, sự kiện văn hóa đa dạng và không khí thân thiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp và sự nhộn nhịp của Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Sài Gòn Vivo. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về cuộc sống, văn hóa và con người tại Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau với nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ. Địa điểm hôm nay mà chúng mình sẽ đặt chân đến đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hiện tại thì mình đang ở ngay trước phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuyến đường này là điểm khởi đầu cho nhiều hoạt động giải trí và sự kiện văn hóa. Nơi đây thì thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động giao lưu văn hóa. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các quán ăn, trà sữa và quán cà phê gần đó để thưởng thức những món đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh. Đường vào phố đi bộ thì được quy định dành riêng cho người đi bộ, giúp đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Hệ thống đèn giao thông và biển báo rõ ràng giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trong khu vực. Tuy nhiên thì vào giờ cao điểm, các tuyến đường có thể đông đúc do lượng khách đến tham quan vui chơi tăng cao. Khung cảnh dọc theo đường và phố đi bộ Nguyễn Huệ thì rất hấp dẫn, với cây xanh được chăm sóc tốt và các băng ghế nghỉ ngơi. Vào buổi tối thì ánh đèn lung linh từ các tòa nhà xung quanh cùng với âm nhạc sống động tạo ra một không gian thú vị cho cả người dân và du khách. Tiến vào sâu bên trong thì các bạn có thể thấy là khung cảnh ở đây rất là nhộn nhịp. Hiện tại thì phố đi bộ Nguyễn Huệ đang có hội chợ ẩm thực. Hội chợ thì được tổ chức với quy mô rộng lớn, trải dài dọc theo con phố chính. Các gian hàng được bày trí gọn gàng và bắt mắt, với lối đi rộng rãi giúp người tham quan dễ dàng di chuyển và tham quan. Không gian được trang trí ấn tượng mang nét truyền thống và hiện đại, kết hợp với ánh sáng lung linh vào ban đêm tạo nên một không khí rất đặc trưng và sôi động.
Hội chợ quy tụ các món ăn đa dạng từ khắp các vùng miền của Việt Nam và quốc tế, từ các món ăn vặt đường phố như bánh tráng trộn, bánh mì, phở cho đến các món ăn cao cấp như hải sản, đồ nướng và nhiều loại đồ ngọt. Hội chợ đáp ứng được sở thích của mọi người. Giá cả hội chợ thường dao động từ mức bình dân cho đến mức trung bình, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Phục vụ tại các gian hàng được đánh giá khá nhanh chóng và thân thiện, dù đôi lúc có thể đông đúc vào giờ cao điểm. Do hội chợ thường khá đông vào cuối tuần và buổi tối, người tham quan nên chuẩn bị trước cho việc chờ đợi tại một số gian hàng phổ biến. Thêm vào đó thì khu vực này có không gian mở nên thời tiết mưa có thể gây bất tiện. Cần chú ý khi lên kế hoạch tham gia vào các mùa mưa. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là một sự kiện hấp dẫn, không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng mà còn kết nối mọi người qua những hoạt động văn hóa và giải trí sôi động. Đây là một điểm đến lý tưởng để tham gia văn hóa ẩm thực, tận hưởng không gian náo nhiệt và cảm nhận bầu không khí đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm đặc sắc của hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là tính tương tác cao. Nhiều gian hàng có khu vực xem trực tiếp quá trình chế biến, mang lại trải nghiệm mới mẻ khi khách tham quan có thể tận mắt thấy các đầu bếp chế biến món ăn. Những gian hàng này thường được bố trí nổi bật để thu hút thực khách dừng lại xem, tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức các món ăn ngay sau khi được chế biến. Bên cạnh đó thì một số gian hàng còn cung cấp các thưởng thức ăn uống, mini game hay giảm giá cho khách hàng tham gia trải nghiệm. Vì nằm ở vị trí trung tâm và dễ tiếp cận, hội chợ thu hút đông đảo khách tham quan từ nhiều lứa tuổi và quốc gia. Đặc biệt, nơi đây không chỉ là điểm đến của gia đình, bạn trẻ mà còn có cả những du khách nước ngoài muốn tìm hiểu ẩm thực Việt Nam. Điều này tạo nên một bầu không khí giao lưu văn hóa và ẩm thực đa màu sắc, giúp các món ăn truyền thống và hiện đại dễ dàng tiếp cận người dùng từ khắp nơi. Một số hội chợ trước đây đã ghi nhận tình trạng rác thải tăng cao do lượng người tham gia đông đúc. Tuy nhiên, ban tổ chức luôn có đội ngũ vệ sinh thường xuyên dọn dẹp và bố trí thêm thùng rác để giảm thiểu tình trạng này. Ý thức của người tham gia và các biện pháp quản lý tốt góp phần giữ cho khu phố đi bộ sạch sẽ. Đây là một điểm quan trọng để tạo ấn tượng tốt đẹp cho hội chợ ẩm thực nói riêng và hình ảnh của phố đi bộ Nguyễn Huệ nói chung. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ có các món truyền thống mà còn cập nhật theo các xu hướng hiện đại. Bên cạnh những món ăn đậm chất Việt Nam, các món fusion và các món chế biến sáng tạo từ phong cách Á, Âu cũng dễ dàng tìm thấy, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích và trải nghiệm mới mẻ. Nhiều món ăn như bánh mì phô mai Hàn Quốc, gà chiên giòn kiểu Mỹ hay trà sữa và các loại bánh ngọt kiểu Nhật Bản sẽ rất phổ biến tại các hội chợ này. Các hội chợ không chỉ dừng lại việc thưởng thức ẩm thực mà còn dịp để người dân và du khách gặp gỡ, giao lưu. Nhiều gia đình, nhóm bạn và thậm chí các hội nhóm yêu thích ẩm thực thường hẹn nhau để trải nghiệm hội chợ, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ. Một số gian hàng thậm chí còn tổ chức các buổi gặp mặt của các nhóm cộng đồng như nhóm yêu bánh ngọt, hội thích nấu ăn hoặc các câu lạc bộ nghệ thuật, mang đến cảm giác cộng đồng gắn kết và thân thiện hơn. Với sự thành công trong nhiều năm qua, các hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã dần trở thành một sự kiện truyền thống và có tính tiềm năng phát triển lâu dài. Nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đã chú ý đến sự kiện này như một cơ hội quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn tăng cường sự đa dạng văn hóa, sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho người dân và du khách. Một số món ăn nổi bật và hấp dẫn bạn thường thấy tại các hội chợ ẩm thực phố đi bộ như bánh tráng nướng và bánh tráng trộn,
Bánh trăng nướng được ví như pizza Việt Nam, thường có topping phong phú như trứng cút, hành lá, xúc xích, phô mai và rút tôm, nướng trên than hồng, mang đến hương vị thơm ngon. Bánh tráng trộn lại mang phong cách đường phố, với bánh tráng cắt nhỏ, trộn cùng xoài xanh, bò khô, đậu phộng và nước sốt chua ngọt. Hai là gỏi cuốn và chả bò. Gỏi cuốn với rau sống, bún, tôm, thịt heo, cuốn cho bánh trắng mềm dẻo và chấm cùng nước mắm đậm đà là món ăn thanh mát rất được ưa chuộng. Chả giò mang đến sự giòn tan từ lớp vỏ chiên vàng, bên trong là thịt băm, nấm nèo, miến và rau củ. Thứ ba là phở và bún bò Huế. Phở là món ăn quen thuộc với nước dùng thơm lừng kết hợp với bánh phở mềm, thịt bò hoặc gà và rau thơm tươi mát. Bún bò Huế nổi bật với nước lèo cay nồng và đậm đà, thường kèm với giò heo, chả cua và một chút mắm ruốc, là lựa chọn đầy hương vị cho ai yêu thích món đậm đà. Chè và trà sữa đa dạng từ chè thập cẩm, chè bắp, chè chuối, đến chè đậu xanh, với hương vị ngọt mát thường dùng cùng đá lạnh là món tráng miệng lý tưởng. Trà sữa thì với nhiều hương vị, topping đa dạng như trân châu, hạch, xương sáo và pudding cũng luôn thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Đồ nướng và hải sản. Tại hội chợ thì đồ nướng như xiên thịt, xúc xích và cắn gà tẩm ướp đậm đà, thơm nước mũi luôn là điểm nhấn. Hải sản nướng như mực và tuột, hàu, phô mai cũng được yêu thích nhờ hương vị tươi ngon và hấp dẫn. Mỗi món ăn đều mang đậm dấu ấn văn hóa, là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm ẩm thực đa dạng và phong phú của Việt Nam. Hội chợ ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi hội tụ các món ăn mà còn là không gian để khám phá văn hóa ẩm thực đa dạng từ nhiều vùng miền và quốc gia khác nhau. Nhiều hội chợ ẩm thực còn thiết kế các khu vực check-in với phong cách trang trí độc đáo để thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, một số gian hàng còn tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp như múa lân, trình diễn nhạc sống hoặc các buổi trình diễn nghệ thuật truyền thống. Những hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác mà còn giúp cho khách tham quan hòa mình vào không khí vui nhộn và sôi động. Nhân viên tại hội chợ thường rất thân thiện và nhiệt tình. Họ sẵn lòng giải thích về món ăn, nguyên liệu cũng như cách chế biến cho du khách tham quan. Điều này giúp trải nghiệm ẩm thực trở nên thú vị và dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, nhiều gian hàng cũng cho phép khách hàng trực tiếp tham gia vào một phần quá trình chế biến như lật bánh, trụng gỏi hoặc nướng thịt, mang đến cảm giác gần gũi và tương tác hơn. Nhằm giảm thiểu lượng rác thải nhựa, các hội chợ ẩm thực ngày càng chú trọng vào việc khuyến khích sử dụng dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường như đũa tre, ly giấy và túi tái sử dụng. Một số gian hàng còn phát động chương trình như đổi ly nhựa lấy quà hoặc khuyến mãi cho khách hàng sử dụng dụng cụ cá nhân. Điều này giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo dựng hình ảnh hội chợ ẩm thực thân thiện và bền vững. Một số gian hàng tại hội chợ ẩm thực còn tổ chức các thử thách ăn uống vui nhộn như thưởng món siêu cay, ăn nhanh trong thời gian ngắn hoặc bốc thăm may rủi để được thưởng thức món ăn miễn phí hoặc nhận quà. Những trò chơi này không chỉ thu hút đám đông xung quanh mà còn khiến cho người tham gia có những kỷ niệm khó quên. Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm bạn trẻ, tạo ra bầu không khí sôi động, vui tươi và đầy ấn tượng. Ngoài các món ăn quen thuộc, hội chợ ẩm thực còn trưng bày các loại đồ uống và món ăn độc lạ, giúp trải nghiệm ẩm thực thêm phần đa dạng. Các món uống phổ biến như trà sữa, nước trái cây tươi, sinh tố và nước mát lạnh như soda vị trái cây hoặc đá xay matcha cũng luôn thu hút sự chú ý. Một số gian hàng còn phục vụ các món độc lạ như kem phun khói, nước ép hăng tre hay trà đậu biếc.
tạo hình ảnh bắt mắt với hương vị mới mẻ, phù hợp cho những ai thích khám phá. Các hội chợ không chỉ mang đến những món ăn ngon mà còn có khu vực bày bán quà lưu niệm như hũ mứt, trái cây sấy khô, bánh kẹo handmade và các sản phẩm thủ công truyền thống. Những món quà này không chỉ là cách tuyệt vời để giữ lại chút hương vị từ hội chợ mà còn là món quà ý nghĩa cho bạn bè và người thân. Vào ban đêm thì hội chợ ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp, đèn đuốc rực rỡ, những gian hàng đầy màu sắc và các buổi trình diễn nhạc đường phố cùng với các hoạt động giải trí nhỏ đã làm nên không khí sôi động, thu hút nhiều người dân và khách du lịch. Từ những người lớn tuổi đến các bạn trẻ và trẻ em, mọi người đều có thể tìm thấy niềm vui riêng trong không gian này. Hội chợ thường có khu vực chỗ ngồi được bố trí thoáng mát, giúp thực khách có nơi nghỉ ngơi sau khi tham gia các hoạt động và thưởng thức món ăn. Các khu vực này có thiết kế ấm cúng, thân thiện và thậm chí còn có khu vui chơi cho trẻ em, phù hợp cho các gia đình đi cùng nhau. Đây là nơi lý tưởng để mọi người ngồi lại, trò chuyện và tận hưởng không khí hội chợ. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã vượt ra ngoài vai trò một hội chợ truyền thống để trở thành điểm đến giao lưu văn hóa, ẩm thực và giải trí. Với sự đa dạng trong món ăn, phong phú trong hoạt động, sự thân thiện trong cách phục vụ, hội chợ không chỉ là nơi lý tưởng để khám phá mà còn giúp gắn kết cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt Nam. Những nét độc đáo và cuốn hút của hội chợ hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm nhấn trong đời sống văn hóa và ẩm thực của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang ở ngã tư Ngô Đức Kế và Nguyễn Huệ. Đây là một trong những giao lộ nhộn nhịp và sôi động nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này không chỉ là điểm giao thông quan trọng mà còn là nơi hội tụ của nhiều hoạt động thương mại, giải trí và văn hóa. Tại ngã tư này, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sự hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại và những công trình lịch sử. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nằm ngay gần đó, tạo ra không gian lý tưởng cho người đi bộ với nhiều quán cà phê, nhà hàng và các gian hàng ẩm thực. Các tòa nhà cao tầng như Bitexco Financial Tower và các kiến trúc cổ điển xung quanh tạo nên một bức tranh đô thị đa dạng, hấp dẫn cho du khách. Ngã tư Ngô Đức Kế và Nguyễn Huệ thường xuyên là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, lễ hội và buổi biểu diễn nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch. Bên cạnh đó, khu vực này cũng là điểm dừng chân của nhiều phương tiện giao thông công cộng, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn. Khu vực xung quanh ngã tư này nổi tiếng với nhiều quán ăn, nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng, từ truyền thống đến hiện đại. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều món ăn đặc trưng của Sài Gòn, cũng như các món ăn quốc tế hấp dẫn. Vào buổi tối, không khí tại ngã tư này trở nên nhộn nhịp hơn khi các quán cà phê và nhà hàng hoạt động sôi nổi, mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực phong phú trong không gian sang trọng và thoải mái. Việc đi bộ dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ trong ánh đèn lung linh cũng là một hoạt động thú vị,
cho phép du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các công trình kiến trúc và cảm nhận nhịp sống của thành phố. Ngoài ra, sự gần gũi của các khu mua sắm và điểm tham quan như là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và Nhà thờ Đức Bà cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khám phá những địa điểm nổi tiếng. Nhờ vậy mà ngã tư Ngô Đức Kế và Nguyễn Huệ trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về văn hóa và đời sống của người dân Sài Gòn. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách. Với sự đa dạng của các món ăn đặc sắc từ nhiều vùng miền và cả quốc tế, không gian hội chợ tràn ngập các gian hàng với những món ăn đậm chất Việt Nam như là bánh cuốn, phở, bánh tráng trộn, mang lại cảm giác quen thuộc và hấp dẫn cho người tham dự. Ngoài các món ăn Việt, hội chợ còn mang đến cơ hội thưởng thức các món ăn quốc tế như là BBQ Hàn Quốc và sushi Nhật Bản, tạo nên sự phong phú và độc đáo cho du khách. Ngoài ẩm thực, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí, từ các trò chơi tương tác đến các tiết mục biểu diễn trực tiếp, làm tăng thêm không khí sôi động cho không gian hội chợ. Đặc biệt, món lạp xưởng nướng đá và kẹo hồ lô đã trở thành những món ăn hot tại đây, thu hút nhiều thực khách nhờ hương vị thơm ngon và phong cách chế biến độc đáo. Hội chợ ẩm thực tại Nguyễn Huệ không chỉ là một điểm đến để thưởng thức món ăn, mà còn là một dịp để mọi người cùng trải nghiệm văn hóa và giải trí trong lòng thành phố. Ngoài những món ăn hấp dẫn và phong phú, hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ còn mang đến một không gian văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách khi ghé thăm. Các gian hàng được thiết kế trang trí tỉ mỉ, mang đậm phong cách địa phương và truyền thống Việt Nam, từ các món ăn đường phố đến các đặc sản vùng miền, tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo. Đặc biệt là vào buổi tối, không gian hội chợ trở nên lung linh với ánh đèn và âm nhạc, làm tăng thêm sự hấp dẫn cho khu phố đi bộ. Các quầy hàng thường tổ chức nhiều buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, kết hợp với những màn nhảy hiện đại hoặc trình diễn, thu hút đông đảo người xem. Sự kiện này không chỉ là nơi để thưởng thức món ngon, mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, nơi mọi người cùng nhau khám phá, chia sẻ và tận hưởng không khí náo nhiệt, vui tươi giữa lòng thành phố. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối càng thêm phần sôi động và cuốn hút với ánh đèn lung linh và nhạc rộn ràng từ các gian hàng. Đi dọc hội chợ, thực khách có thể bắt gặp những món ăn nhẹ như là bánh gối giòn tan, bánh trăng nướng, đến các món đặc sản như là chả giò, bánh xèo hay chè truyền thống. Ngoài những món ăn mang hương vị Việt, nhiều gian hàng cũng giới thiệu các món quốc tế phổ biến đáp ứng khẩu vị đa dạng của khách tham quan. Hội chợ không chỉ là nơi thưởng thức món ăn ngon mà còn là dịp để mọi người cùng chia sẻ trải nghiệm ẩm thực, cảm nhận phong phú của nền văn hóa qua từng món ăn và từng góc phố ngập tràn màu sắc hương vị. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối thực sự biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là với ánh đèn rực rỡ và các hoạt động văn hóa nghệ thuật đầy sôi động. Những gian hàng với các bài trí tỉ mỉ tạo cảm giác như một phiên chợ vùng miền, trong khi các dãy đèn lấp lánh và âm nhạc nền sống động làm tăng thêm không khí ấm áp, gần gũi nhưng cũng không kém phần hiện đại. Đến với hội chợ, thực khách sẽ dễ bị cuốn hút bởi hương vị của những món ăn đặc trưng từ nhiều vùng miền khác nhau. Có thể kể đến như bánh gối giòn tan, bánh trăng nướng đầy sáng tạo, chả giò thơm lừng hay các loại chè truyền thống, giúp người tham dự vừa thưởng thức các món ngon vừa cảm nhận được những nét truyền thống của văn hóa Việt Nam. Không
khí tại hội chợ ẩm thực ở phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ náo nhiệt mà còn mang tính tương tác cao, khi nhiều gian hàng mời gọi khách tham quan trực tiếp trải nghiệm chế biến, thử tài nấu nướng cùng đầu bếp. Điều này không chỉ giúp thực khách hiểu thêm về quy trình chế biến mà còn tạo cảm giác gần gũi, hứng thú. Một số gian hàng còn giới thiệu các món ăn làm từ nguyên liệu độc đáo như các loại thảo mộc, rau quả tự nhiên hay các nguyên liệu có nguồn gốc từ miền núi phía Bắc, giúp du khách khám phá những hương vị mới lạ mà có dịp được thưởng thức. Ban đêm, ánh đèn từ các gian hàng, sân khấu và khu vực chụp ảnh càng làm cho không gian hội chợ lung linh, hấp dẫn, thu hút mọi lứa tuổi từ gia đình, nhóm bạn đến du khách nước ngoài. Hội chợ còn có những góc trưng bày đậm chất văn hóa Việt Nam với các sản phẩm thủ công, nghệ thuật dân gian như tranh thêu, gốm sứ và các sản phẩm lưu niệm từ các làng nghề truyền thống. Nhiều du khách cho biết hội chợ mang đến một trải nghiệm phong phú không chỉ vì thức ăn đa dạng mà còn bởi những nét đẹp văn hóa từ nghệ thuật đến truyền thống ẩm thực. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vì thế đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng vào dịp cuối tuần, là nơi để mọi người cùng nhau thư giãn, khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa lòng thành phố. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tham quan một vòng về lễ hội ẩm thực đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Lễ hội ẩm thực đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thu hút đông đảo người dân và du khách nhờ bầu không khí sôi động và đa dạng món ăn hấp dẫn, được tổ chức nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của Việt Nam. Hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng với đủ các loại món ăn, từ các món truyền thống đến đồ ăn xu hướng hiện nay. Đặc biệt, các món như lạp xưởng nướng đá, kẹo hồ lô trái cây và cả những đặc sản ba miền đều góp mặt, khiến lễ hội trở nên phong phú hơn. Ngoài trải nghiệm ẩm thực, sự kiện còn nhiều hoạt động vui chơi như ném phi tiêu, chụp hình lưu niệm và triển lãm văn hóa gắn liền với các giai đoạn phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để mọi người thưởng thức các món ăn ngon, vừa hòa mình vào không gian văn hóa sôi động của thành phố. Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ thu hút nhờ các món ăn mà còn mang đến một không gian văn hóa đậm bản sắc. Ngoài việc thưởng thức hàng trăm món ngon từ Bắc vào Nam, người tham dự còn có cơ hội xem các màn biểu diễn nghệ thuật dân gian như múa rối, đàn tranh, các loại hình nghệ thuật truyền thống. Những hoạt động này mang đến cho khách tham quan cảm giác chỉ được hòa mình vào văn hóa dân tộc ngay giữa lòng thành phố.
các gian hàng còn được thiết kế theo phong cách làng quê truyền thống với những mái lợp lá và khung cảnh gợi nhớ đến không khí miền quê Việt Nam. Điều này tạo nên sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giúp thu hút nhiều bạn trẻ và các gia đình đến tham quan và check-in. Khu vực ăn uống cũng được bố trí rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho khách tham gia. Đồng thời, các gian hàng còn liên tục tổ chức mini game, các hoạt động tương tác như bốc thăm trúng thưởng, làm tăng thêm sự hứng thú và không khí sôi động. Vào buổi tối, không gian lễ hội trở nên lung linh với ánh đèn và những màn trình diễn âm nhạc sôi động, biến nơi đây thành điểm hẹn lý tưởng cho giới trẻ và những ai yêu thích không khí nhộn nhịp của thành phố. Không khí lễ hội ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên đặc biệt hơn vào buổi tối khi ánh đèn lung linh hòa cùng tiếng nhạc từ các buổi trình diễn âm nhạc đường phố. Với không gian rộng rãi và đông đúc, phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như biến hình thành một khu vui chơi về đêm, mang đến một trải nghiệm giải trí, thư giãn đầy màu sắc cho du khách. Đặc biệt kết hợp giữa các món truyền thống và hiện đại, thu hút thực khách thuộc nhiều lứa tuổi. Nhiều món ăn như bánh trăng nướng, phở cuốn và các loại nước ép tươi mát trở thành lựa chọn phổ biến cho khách tham quan. Các hoạt động tương tác tại gian hàng như thi làm bánh, ăn thử các món đặc sản cùng khu vực chụp hình lưu niệm tạo nên cảm giác khó quên và là điểm nhấn thu hút khách du lịch cũng như người dân đường phố. Vào giờ cao điểm, khu vực lễ hội ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên náo nhiệt với những hoạt động đa dạng, thu hút đông đảo các bạn trẻ và khách du lịch. Những món ăn mới lạ, các đặc sản vùng miền và cả những món hot trend như sữa chua dẻo, trà chanh đào, bánh trăng nướng không chỉ mang lại trải nghiệm vị giác mà còn là cơ hội cho mọi người chụp ảnh check-in. Không gian lễ hội được trang trí bắt mắt với các tiểu cảnh gợi nhớ đến các làng quê ở Việt Nam, giúp thực khách cảm thấy gần gũi và thân thuộc. Nhiều người tham gia còn nhận xét rằng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ trong lễ hội không chỉ đơn thuần là nơi để ăn uống mà còn là điểm giao lưu văn hóa và nghệ thuật. Nơi đây tràn ngập không khí sôi động từ những tiếng cười của các nhóm bạn, tiếng reo hò từ các hoạt động trò chơi cho đến âm nhạc từ các màn trình diễn đường phố. Điều này biến lễ hội thành một điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng không khí vui vẻ và sôi động của Sài Gòn về đêm. Không khí lễ hội ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục náo nhiệt và thu hút nhiều người vào buổi tối khi lượng người đến tham quan tăng lên đáng kể. Các khu vực ẩm thực vẫn đông đúc với những hàng người xếp hàng chờ đợi để thưởng thức các món đặc sản như bánh khọt, nem nướng và các loại chè. Cùng với đó thì những gian hàng mang đậm dấu ấn ẩm thực ba miền như phở Hà Nội, bún bò Huế và cơm tấm Sài Gòn giúp thực khách có cơ hội trải nghiệm sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ngoài ẩm thực, nhiều người đến đây để tham gia các hoạt động giải trí và tương tác, các buổi trình diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ đường phố, các trò chơi dân gian và khu vực check-in được trang trí cầu kỳ, trở thành điểm dừng chân lý tưởng để mọi người thư giãn và chụp ảnh, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Kết hợp tất cả các yếu tố này, lễ hội ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi khám phá hương vị mà còn là điểm hội tụ văn hóa, nghệ thuật và giải trí, tạo nên bầu không khí đầm ấm và sống động cho tất cả mọi người.
Tại hội chợ ẩm thực diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể thưởng thức vô số món ăn đặc sắc và hấp dẫn từ khắp nơi. Nổi bật là các món tráng miệng độc đáo như kem que Ismi với hình dáng dễ thương và nhiều màu sắc bắt mắt, rất được lòng giới trẻ. Bánh flan caramel Oreo cũng là món ăn phổ biến gây ấn tượng với sự kết hợp giữa caramel thơm ngọt và các loại thịt đa dạng. Bên cạnh đó, thức uống như trà sữa bông gòn và sinh tố dâu tằm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trà sữa bông gòn với topping bông gòn ngọt ngào tạo nên nét đẹp độc đáo, còn sinh tố dâu tằm thì được chế biến từ trái cây tươi, mang đến vị thanh mát, phù hợp cho những ngày nóng bức. Đến đây thì bạn sẽ cảm thấy nhiều món ăn nổi tiếng như bánh tart phô mai của Hokkaido Chitak và bánh churro với lớp phủ sốt ngọt ngào. Ngoài ra thì hội chợ còn có nhiều quầy hàng đa dạng từ món ăn vặt đến các món đặc sản, hứa hẹn sẽ mang đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực phong phú và thú vị. Hội chợ ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục sôi động với nhiều gian hàng phục vụ đa dạng các món ngon từ chín đến tráng miệng, đem lại sự phong phú trong lựa chọn cho thực khách. Các món ăn đặc sắc từ châu Á như bánh bạch tuộc, tokoyaki, xiên que nướng kiểu Hàn Quốc đến các món ăn nhẹ như bánh gạo cay cũng thu hút nhiều người đến thưởng thức. Ngoài ra thì bánh mì kẹp kiểu Việt Nam với phần nhân đa dạng từ thịt nướng, chả cá đến pate thơm lừng cũng là món được nhiều khách nước ngoài yêu thích. Không chỉ nổi bật với các món ăn Việt Nam, hội chợ còn quy tụ nhiều gian hàng quốc tế như gian hàng bánh churro từ Tây Ban Nha, phủ sô-cô-la và rắc thêm đường quế thơm lừng. Các món tráng miệng phổ biến như bingsu và bánh tart phô mai Hokkaido từ Nhật Bản cũng rất thu hút. Nhiều người đánh giá cao sự mới lạ và chất lượng của các món ăn tráng miệng này, đặc biệt là bingsu với lớp đá bào mịn mát, hương vị ngọt dịu, phù hợp để giải nhiệt. Buổi tối thì khu vực ăn uống tại hội chợ càng nhộn nhịp hơn với ánh đèn lung linh và tiếng nhạc vui nhộn, tạo nên một không gian lý tưởng để thưởng thức ẩm thực đường phố và tận hưởng không khí lễ hội ngay tại trung tâm thành phố. Khi hội chợ ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bước vào buổi tối, không khí trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn nhờ sự pha trộn của ánh sáng và các hoạt động giải trí. Đặc biệt, gian hàng bánh tráng nướng với topping phong phú từ phô mai, xúc xích và trứng cút luôn thu hút đông đảo người trẻ xếp hàng. Những món như lạp xưởng nướng và xúc xích xiên que cũng là lựa chọn phổ biến, được nướng ngay tại chỗ tạo ra mùi thơm hấp dẫn, lan tỏa khắp không gian hội chợ. Các quầy chè Việt Nam như là chè hạnh nhân, chè ba màu và chè trôi nước cũng được nhiều thực khách lựa chọn để làm dịu đi cơn nóng từ những món nướng. Ngoài các món ăn, hội chợ còn có không gian để mọi người chụp ảnh với tiểu cảnh được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam. Điều này không chỉ mang trải nghiệm ẩm thực đa dạng mà còn là điểm check-in lý tưởng cho du khách và người dân địa phương, giúp sự kiện trở thành một điểm nhấn văn hóa đặc biệt giữa lòng Sài Gòn. Hội chợ ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục thu hút nhiều người đến trải nghiệm bởi sự đa dạng về món ăn và phong phú trong không khí văn hóa. Các món ăn nổi bật tại đây gồm bánh kho giòn rụm, nem nướng nóng hổi với vị chua ngọt của nước mắm pha chế đặc biệt, cùng nhiều món Hàn Quốc. Ngoài các món ăn truyền thống thì khách tham quan còn có thể thưởng thức nhiều món ăn quốc tế mới lạ, giúp hội chợ trở thành nơi giao thoa văn hóa ẩm thực.
Hội chợ ẩm thực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ khi tạo ra một không gian sống động và đầy cảm hứng. Vào các buổi tối, khu vực này trở nên đông đúc hơn với các nhóm bạn trẻ và gia đình đến thưởng thức nhiều món ăn đa dạng. Không gian lễ hội với đèn lồng và ánh sáng lung linh cùng với các quầy hàng được trang trí cầu kỳ đã tạo nên những góc check-in lý tưởng. Đây là dịp để mọi người lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt và tận hưởng ẩm thực phong phú, giúp hội chợ không chỉ đơn thuần là điểm đến thưởng thức món ngon mà còn là điểm đến giải trí và văn hóa đặc sắc giữa lòng Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Sài Gòn Vivo. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về cuộc sống, văn hóa và con người tại Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau với nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.